Thưa quý vị, như báo Thanh Niên đã đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng của SCB. Đây là số tiền chiếm đoạt lớn nhất từ trước đến nay ở một vụ án tham nhũng, nhất là tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 118 tỷ đồng cho trưởng đoàn thanh tra tại SCB nhằm bưng bít các sai phạm của ngân hàng này. Đây cũng là số tiền đưa hối lộ cho một cá nhân nhiều nhất từ trước đến nay. Và đáng chú ý, tại cuộc họp báo hồi tháng 11, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB là điển hình cho sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, dùng ngân hàng làm sân sau cho doanh nghiệp. Và đến nay, cơ quan tố tụng đã khởi tố tổng cộng 3 vụ án, 108 bị can. Trong đó, 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương. Cụ thể, trong 23 bị can này, gồm 6 cán bộ thanh tra chính phủ, 12 cán bộ ngân hàng nhà nước, 1 vụ trưởng văn phòng chính phủ, 1 cán bộ ủy ban giám sát tài chính quốc gia, 1 cán bộ ủy ban kiểm tra trung ương, 1 chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, 1 phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đối với bà Trương Mỹ Lan và các bị can liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, vụ án mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố chỉ là một trong số các vụ án đã bị khởi tố. Trước đó, tháng 10 năm 2022, Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hai người khác bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo. Theo xác minh ban đầu, các bị can đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để bán và huy động tiền, từ đó chiếm đoạt tiền của hơn 42.000 nhà đầu tư. Những nhà đầu tư do thiếu thông tin mua những trái phiếu mà có rất nhiều tiền, chỉ có rất nhiều khoản tiền mà rất khó khăn mới có được. Phương châm là sự quan điểm ta sẽ bảo vệ tinh thần là trên để thu hồi và có cái thủ tục trong cái đợt tới chúng tôi sẽ thu hồi, còn kết quả đến đâu thì chúng tôi sẽ thông báo. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 18 cựu cán bộ. Những người này gồm ông Nguyễn Văn Hưng là phó chánh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Du là cựu quyền chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Dũng là cựu phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có bà Đỗ Thị Nhàn là vụ trưởng vụ 1 thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. 10 thanh tra viên thuộc đoàn thanh tra liên ngành tại SCB gồm cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ và ủy ban giám sát tài chính quốc gia cùng hàng loạt cựu cán bộ thanh tra ngân hàng. Cáo trạng cho thấy vào năm 2017, khi thanh tra tại SCB, đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên đã phát hiện hàng loạt vi phạm của ngân hàng này. Để bưng bít, chủ tịch tập đoàn Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bà Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn thanh tra, rồi chỉ đạo lãnh đạo SCB hối lộ bà Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ. Không chỉ bà Đỗ Thị Nhàn mà nhiều thành viên còn lại của đoàn thanh tra đều nhận tiền từ SCB, thậm chí SCB còn chi cho ông Nguyễn Văn Hưng, người ký quyết định thanh tra với số tiền 390.000 đô la Mỹ. Thực trạng tài chính của SCB rất nghiêm trọng, lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhiều cán bộ đoàn thanh tra đã cố tình bưng bít, bao che sai phạm. Khi kết luận thanh tra được ban hành, rất nhiều nội dung đã bị bỏ ra ngoài, làm thay đổi hoàn toàn bản chất hoạt động tín dụng trái pháp luật và thực trạng tài chính của SCB. Cũng vì điều này, sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm không bị ngăn chặn kịp thời, dẫn tới hậu quả vô cùng lớn. Trong số 18 cựu cán bộ bị truy tố, bà Đỗ Thị Nhàn là người duy nhất bị cáo buộc tội nhận hối lộ. 16 người trong đoàn gồm ông Nguyễn Văn Hưng và 10 thành viên đoàn thanh tra bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Văn Du bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng 7 người còn lại thuộc đoàn thanh tra liên ngành được xem xét không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án này tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.